Dễ thương chưa nào, cứ muốn xỉu. Tuy nhiên bạn sẽ không ngờ là chúng sẽ biến thành một đại ca nặng tới 50kg và có tiếng trên khắp thế giới đâu anh nha. Pitbull, chúng thường không tấn công vô cớ. Nếu chúng coi bạn là chủ, chúng sẽ trung thành tuyệt đối và bảo vệ bạn như một vệ sĩ lực lượng.